chó con của Vinci, con cái đầu tiên. Hôm nay quay từng con một để cho mọi người tiện ngắm. Đây là con cái đầu tiên. Con cái này là nó có một cái vẹt phân biệt nó là nó có một cái vẹt trắng nhỏ. Nó có một cái vẹt trắng nhỏ ở ngực đây. Đây. Giữa ok. Con cái đầu tiên. Rồi, thả ra đi. Đây, để mọi người nhìn cái vận động của nó. Con chó nó rất là nhanh nhẹn. Đợt này thời tiết nó thay đổi cho nên là phải giảm ăn một loạt. Giảm ăn một loạt cho chúng nó, thành ra là người của chúng nó hơi hóp một tí. Nhưng về nhà mới ấy, thì nó chỉ một tuần thế là nó sẽ ngon lành lại, người bụ bẫm ngay. Ok, đây là con cái đầu tiên đấy, con có chấm trắng nhỏ ở ngực, ở giữa ức. Tiếp theo con thứ hai, con cái tiếp theo. Cái tiếp theo là con ngực coi như là sạch, có một tí trắng ở cổ. Đây. Con này thì nó rất là thuần người. Chủ bế ra là nó gọi là nó như là vô cùng hưởng thụ im lặng. Hơi nâng ngực lên. Chủ bế lên nó phê quá. Không chịu tập trung gì cả. Thôi được rồi, thả xuống. Đấy. Hai cái thái cực của nó khác nhau. Chủ bế lên thì là chúng nó yên như là gì, thả ra thì nó bắt đầu là nó phởn ngay. Bọn này là nó có một cái là nó vô cùng là thuần chủ. Đây là em cái thứ hai. Đợt này thì dáng của chúng nó là coi như là cân đối. Đây con cái thứ hai. Nhà nhiều chó con ra, con cho mấy con chó con khác có đòi ra. Nhức đầu. Rồi ok, đây là con thứ hai. Bế lại nó một lượt, bế lại nó đi, bế lên. Đấy, bế lên thì nó im thít luôn. Con này là nó có một tí vẹt chấm trắng nhỏ ở cổ. Ok, con thứ ba. Con cái thứ ba là con không giấy, vẹt trắng ở ngực. Đây. Được bế lên là nó rất là sung sướng. Rồi thả ra đi. Đang ứ ý. Rồi ok chơi đi. Thôi lại đây. Rồi. Đây là con thứ tư. Cho ấy ra đi. Đấy. Rất là quấn người và rất chiều chủ. Khi mà chủ bế thì cho nó im thin thít luôn. Đấy, thực ra là cái độ vận động của chúng nó rất là ưa vận động. Rồi.
cho mọi người ngắm con thứ tư. Vẹt trắng ở ngực, em này là sẽ là không làm giấy. Rồi, tiếp tục. Còn cái tiếp theo. Còn cái thứ tư. Nâng cổ. Đây. Con này thì nó không chấm ở dưới, nó cũng không chấm ở ngực, mà nó có một tí vài sợi ở giữa thôi. Đó. Em này là được giao cuối cùng, cho nên là cái độ gọi là độ hưng phấn là nó ít hơn một tí. Nhìn cái tai nó không bị ke nhiều về đằng sau. Ok. Rồi đi lại. Đó, khung gọng của nó đấy. Con chó đợt này nó đang hơi gầy. Đấy, mọi người sẽ thấy là cái thái cực của nó khi mà chủ bế và khi thả ra nó sẽ khác nhau hoàn toàn luôn. Thôi gọi lại đằng này. Không mấy con đằng kia. Mấy con đằng kia nó đang ở trong chuồng, nó không được ra, nó nhìn thấy ra nó lại kêu ầm lên. Con này thì về nhà, nếu mà nó về nhà mới thì đảm bảo là sau 10 ngày sau nhìn con chó nó khác hẳn ngay. Lông thì hôm nay coi như là đã thay xong, nhìn nó bóng à, mướt luôn à. Mấy con cái, có mấy người hỏi cái con cái không giấy mà bảo quay video, mà hôm nay mới quay theo kiểu quay từng con riêng một được. Đấy, hôm nay mới quay riêng từng con để mọi người nhìn được. Rồi bây giờ thả cả đàn ra cho chúng nó chơi với nhau đi. Con cái tiếp theo. Con này thì nó phải ở với lại bọn to hơn. Và nó học con nô nghịch, nó đào đất cho nên là đào đất không là mắt bụi bẩn. Đi mắt bẩn. Đây. Đây là con cái còn sót lại của đàn Nancy. Còn một con cái này. Cái độ gọi là cái độ yêu cầu cái vận động mà nó rất cao. Rồi thả xuống đây. Tầm này nhìn mặt con chó là cái tai nó to nên là nhìn cái mặt của nó nhìn trông nó như con Doberman. Đấy, ra cái người chóng cả mặt. Lại đằng này, không ra đấy rồi trêu ghẹo chúng nó. Ném quả bóng này. Tí nữa rồi nó ra chơi. Bây giờ là quay video đã. Thôi được rồi, ok, bế vào đi để cho con Đực ra đi. Và đây là thằng Đực đẹp dài nhất nhà. Nó còn đang muốn chơi, giờ nó mới được ra, nó ra cuối cùng. Còn duy nhất thằng Đực kia thôi. Hôm nay là thằng Đực không giấy là nó đã đi vào với chủ nó rồi. Thằng Đực không giấy vẹt trắng ở ngực nó đi vào với chủ nó rồi. Hôm nay là còn thằng Đực con Nancy rồi thôi. Rất đẹp dài quá. Nó là nó muốn làm đại ca của cả bọn, cho nên là những con khác được ra là nó ý kiến. Cho thấp xuống kệ đó. Cho băng nhắn thấp nữa. Đứng chân xuống. Rồi ra chơi tí nữa, chưa chơi được. Chúng nó rủ nhau, chúng nó nghịch bẩn, chúng nó đào đất. Người con nào con đấy nó bẩn. Ai. Hmm.
Ừ. Đòi ra đấy. Đây, nhìn. Hey. Ok rồi rồi, thả ra. Đó là nó muốn chơi lăng xăng cho nên là nó bế là nó ý kiến. Rồi. Đấy. Thằng này thì về sau khung sẽ rất là to. Được rồi, ra chơi đi. Thả cả bọn kia ra đi. Rồi, đây là cho tất cả cho nó ra. Chơi cùng. Đấy. Tầm này thì chúng nó nô nhau thì cái độ ồn ào nó hơi cao. Ok. Rồi em ra em chơi với chúng nó đi. Đấy. Con nào nó rất là quấn chủ. Ừ. Bực rựa đấy. Bực rựa nhìn nó to hơn hẳn. Rồi, ra chơi với nhau đi. Rồi, em ra em chơi với chúng nó đi. Ra chơi đi, ra kia chơi. À, ok. Thôi ra chơi tập trung kia. Yêu quá đấy. Yêu quá đấy. Nào. Rồi ra kia chơi. Bài học hôm trước là đã dạy rồi. Gần chú là phải nhẹ nhàng. Ok thôi cho chúng nó chơi tự do một tí. Đấy, mọi người mà thích đón cún đợt này thì cứng cáp lắm rồi. Xem ở ngắm ở cái video này ngắm cho nó thật kỹ từng con một. Rồi ưng con nào thì liên hệ qua Zalo điện thoại 0981115000 nhá. Chứ mọi người mà hỏi ở trên YouTube thì cũng không có thể nào mà hồi âm mọi người ở trên YouTube được. Là một, với cái thứ hai nữa là cứ bảo quay riêng nữa là chịu đấy. Quay như thế này là video này là đã quay riêng từng con rồi. Thế lại bảo quay lại quay riêng cho một mình nó thì là không, vì là nhiều trại nó rất là nhiều việc, rất bận, không có thời gian. Và quay như thế này là quay có con chó nó hoàn toàn tự nhiên để cho mọi người nhìn con chó như là mọi người trực tiếp đến mọi người xem, không khác gì cả. Con chó bên ngoài nó sẽ đẹp hơn con chó ở trong video một chút. Ok. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. À, hôm nay thì cái con đực, hôm nay là con đực không giấy là nó đã vào với chủ nó, bay Hồ Chí Minh vào sống ở Đồng Nai. Có mấy bạn hỏi đấy, nhưng mà nó cún nó có chủ rồi và hôm nay là bay về rồi, bay về với chủ rồi. Thời tiết nó ổn định cái là cho nó về với chủ nó luôn. Mấy hôm trước là thời tiết nó thất thường cho nên là không dám cho con về nhà mới. Và tất cả đều phải giảm ăn. Nay con chó nhìn hơi gầy tí. Khoảng một tuần nữa nhìn con chó nó sẽ lại hồi lại.